Man City chính thức ký hợp đồng với Guardiola, trở thành trung vệ đắt thứ hai thế giới. Trang chủ của Man City thông báo, họ đã chiêu mộ thành công trung vệ Joko Guardiola từ RB Leipzig theo giao kèo có thời hạn 5 năm. Cầu thủ 21 tuổi người Croatia vừa trở thành bản hợp đồng thứ hai của Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023, theo bước chân của người đồng đội tại đội tuyển Croatia, Mateo Kovacic. Giống như Kovacic, Guardiola bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình tại Dinamo Zagreb, nơi sản sinh ra hầu hết những cầu thủ Croatia tài năng nhất. Trong hai mùa giải ở đội bóng quê hương, anh đã giành được hai danh hiệu vô địch quốc gia Croatia, một cúp quốc gia Croatia và một siêu cúp Croatia. Trước khi chuyển đến RB Leipzig thi đấu, Guardiola đã có 87 lần ra sân cho RB Leipzig trong các mùa giải 2021, 22 và 2022-23, ghi được 5 bàn thắng và giành được 2 danh hiệu vô địch cúp quốc gia Đức. Guardiola cũng có 21 lần khoác áo đội tuyển Croatia và thi đấu xuất sắc giúp đội bóng vùng Balkan giành vị trí thứ 3 tại kỳ World Cup 2022 ở Qatar. Trả lời phỏng vấn sau khi ký hợp đồng chính thức, Guardiola cho biết, tôi luôn mơ ước một ngày nào đó được thi đấu ở Anh. Và giờ đây được làm điều đó với Man City. Sau mùa giải họ vừa trải qua, được có mặt ở đây là một vinh dự thực sự đối với tôi. Bất cứ ai xem Man City thi đấu mùa trước đều biết họ là đội bóng hay nhất thế giới. Cú ăn ba mà họ giành được đã nói lên tất cả những gì bạn cần biết về chất lượng mà đội bóng này có. Được gia nhập Man City là điều rất đặc biệt đối với tôi và gia đình. Có cơ hội làm việc với Pep Guardiola cũng sẽ rất tuyệt vời. Tôi biết mình vẫn chưa hoàn thiện và tôi chắc chắn mình sẽ tiến bộ dưới bàn tay của vị huấn luyện viên giỏi nhất. Được sát cánh cùng Mateo Kovacic cũng sẽ rất đặc biệt. Anh ấy là một cầu thủ hàng đầu và tôi hy vọng chúng tôi có thể giúp Man City có được một mùa giải 2023-24 thành công và cả sau đó nữa. Giám đốc bóng đá Siki Bejirison nói thêm, chúng tôi rất vui khi đưa Joko đến Man City. Cậu ấy là một cầu thủ mà chúng tôi đã theo dõi sát sao. Và chúng tôi cảm thấy cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Các câu lạc bộ hàng đầu trên khắp châu Âu đã theo dõi cậu ấy. Vì vậy, việc đưa cậu ấy đến đây là một tin tuyệt vời đối với chúng tôi. Joko có rất nhiều phẩm chất, mọi thứ bạn muốn ở một trung vệ. Cậu ấy nhanh nhẹn, mạnh mẽ, không chiến tốt, cầm bóng ấn tượng, tự tin và tính cách rất tốt. Cậu ấy cũng thuận chân trái. Điều này mang đến cho chúng tôi những lựa chọn tốt ở phía sau. Cậu ấy vẫn còn trẻ nhưng tiến bộ rất nhanh qua từng trận đấu. Chúng tôi tự tin rằng quỹ đạo đi lên của cậu ấy sẽ tiếp tục tại Man City khi làm việc với Pep và các cộng sự của ông ấy. Truyền thông Anh cho biết, để có sự phục vụ của Guardiola, Man City phải chi ra 78 triệu bảng, biến cầu thủ 21 tuổi trở thành hậu vệ đắt giá thứ hai trong lịch sử. Vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Harry Maguire, người đã được Manchester United chiêu mộ với giá 80 triệu bảng từ Leicester vào năm 2019.